đi. Ở tuổi này không dặn dò gì được. Vậy nhưng nếu như nó cầm được cái đồ rất rất quy, rất đồ dễ bể mà mình chưa kịp cất, nó cầm lên thì mình làm cái gì? Ú con gà. Cái nó tập trung như nhìn con gà, cái mình lặng lẽ mình lấy cái đồ đó đi. Với điều kiện phải có con gà thiệt. Không thì là mình dạy cho con mình làm gì? Nói dối, cảm ơn quý vị. Thành ra cách dễ nhất là ôi đèn sáng, tại vì trong nhà đèn luôn luôn sáng. Đúng không? Nhưng mà mình hét mạnh gì đó thì cái tiếng hét của mình á làm cho nó tập trung. Thì cái cô bạn của Liên, bác sĩ từ Mỹ về đó nha, mà còn nói với Liên, ui, cô nói chuyện, mày nói chuyện nhảm nhí, con tao tao quýnh cho nó cái nó hết làm đi. Rõ ràng là nó quýnh quá. Đấy. Thật ra như vậy, cái lúc ở tuổi này quý vị quýnh thì nó đau đúng không? Cho nên nó tập trung như cái chỗ này, nó quên cái kia cùng một nguyên lý, quý vị có hiểu ý không ạ? Thành ra quý vị đâu cần phải đánh, quý vị chỉ cần là hét lên là được. Thì Liên còn nhớ là mình hay chơi trò đánh trống lãng nhưng nít lắm đúng không ạ? Nhưng mình hay nói là ôi máy bay mà không có máy bay, có không? Như vậy là mình dạy con mình nói dối ngay từ khi nó chưa biết nói. Thành ra hãy cẩn thận chuyện này. Tiếp theo là cái khi mà con nít nó khóc mình làm gì hả? Khi con nít nó khóc đừng làm gì cả. Chúng ta hay có xu hướng là gì? Cố gắng mọi cách cho nó nín khóc, có không? Ai trong quý vị đã từng cố gắng làm cho con nín khóc? Hãy chỉ cho lòng mình là tôi sai rồi. Quý vị không nên cố gắng làm cho con quý vị nín khóc. Tại vì khóc nó làm cho gì? Giải tỏa năng lượng tiêu cực. Thành ra hãy để cho nó khóc cho thoải mái. Và đương nhiên là những quý vị đã từng có con ăn vạ rồi, bây giờ mà quý vị không làm gì, quý vị sẽ thấy nó khóc cho tới ngày mai nó chưa nín. Quý vị hãy tin vào khoa học. Nếu nó đã từng ăn vạ mấy năm rồi, đâu có tự nhiên nó hết được. Cho nên bây giờ quý vị không làm gì thì nó sẽ khóc rất lâu cho tới khi nào quý vị làm gì đó. Đúng không ạ? Và quý vị không làm gì đó thì từ từ nó mới hiểu được, thì những lần sau nó mới giảm dần, chứ không thể nào giảm ngay lập tức được. Và những ai có tham gia, có ai theo dõi trên Facebook thì Ái Liên có biết cái bài mà Liên mới post hôm qua không? Khi mình để cho con nít tự khóc mà mình không làm gì hết á, thì sẽ làm cho nó có cảm giác là không ai thương tôi, không ai lo lắng cho tôi. Vì vậy cho nên hai cái cực nó đều tốt. Cái cực là để cho con khóc không thèm quan tâm cũng xấu, cái cực là làm mọi cách cho nó nín cũng xấu. Cho nên mình làm gì, ai muốn em xin giơ tay. Hãy quay sang người bên cạnh, đập tay họ và nói nhanh lên. Đó là bước một. Quý vị kiểm tra coi tại sao nó khóc. Vâng, bước một tới ôm nó vô lòng. Để cho nó cảm nhận gì? Sự quan tâm, yêu thương. Ôm nó vô lòng hỏi tại sao nó khóc. Nó không trả lời thì mình chỉ buốt nó thôi, đừng làm gì hết. Thì khi mà đứa trẻ nó cảm nhận được tình yêu thương thì cái đứa mà chưa bao giờ bị oan ức á, quý vị sẽ thấy nó đứng ngay. Còn cái đứa mà bị oan ức lâu ngày nó sẽ khóc dữ dội hơn, đúng không ạ? Cho nên quý vị vuốt cho tới khi nào thấy nó giảm rồi, lúc đó quý vị mới nói hỏi, mới hỏi tại sao không. Hoặc là nếu nó chưa nói được thì quý vị phải kiểm coi có đau chỗ nào không, có bị con gì cắn không, có ngứa không, có lạnh không, có đói không, có quá nóng không, có bệnh không. Sau khi mình kiểm hết rồi, không có lý do nào hết, thì lúc đó mình mới quyết định là nó đang làm gì? Ăn vạ. Và khi mình biết là nó đang ăn vạ thì mình làm gì? Mình để nó vô một cái chỗ êm ái, ngồi vô ghế sofa này nè, khóc cho đã đi con. Rồi khi nào con khóc xong, mình chơi tiếp. Thì có một chị phụ huynh ở ngoài Hà Nội, chị đó, trời ơi, con bé chỉ tham gia tất cả các chương trình của Liên rồi. Con bé của chị bây giờ nó 10 tuổi rồi, khi chị tham gia là nó mới 6 tuổi thôi. Chị nói chứ cô ấy Liên ơi, cách của cô không đủ hiệu. Bây giờ nó 10 tuổi nó khóc dữ dội hơn còn nhỏ. Nó ủa vậy hả? Thì Liên mới đòi hỏi chị là bây giờ lần kế tiếp theo mà nó khóc á, chị cần chị phải dạ, chị cần chị cái email luôn rất kỹ lưỡng là nó khóc chị nói gì, rồi nó nói gì, rồi chị nói gì, rồi gia đình chị trong nhà nói gì, cái này chi tiết từng câu một quá, thì mới hy vọng tôi giúp được chị. Trời ơi, quý vị biết dài, viết cho đi cái email dài. Trong đó có một câu đầu tiên là nó khóc thôi.
Còn những câu sau là em nói, chồng em nói, má em nói. Trời ơi, quý vị có hiểu ý đi không? Tức là chị nói chị em đâu có cấm nó không, em để cho nó không thoải mái mà. Nhưng mà cái gì làm cho nó không thêm vậy? Hết người này người khác nói, quý vị có hiểu ý không ạ? Thành ra khi con thì khóc, quý vị kiểm tra xong rồi, quý vị biết chắc là không có lý do gì chính đáng hết, thì quý vị đừng nói gì nữa hết. Để nó vô một cái chỗ êm ái, thoải mái, à, ngồi đây đi con. À, bây giờ mẹ bận công việc, mẹ phải làm. Nó con khóc xong thì mẹ, thì mình đi chơi, còn con khóc xong mình ăn cơm, con khóc xong mình đi ngủ. À, rồi lâu lâu quay qua, à, nhìn nó cười. Cũng còn khóc hả? Ok, không sao. Hay là nó vừa đến cái mình quay qua mình đấy, sao con, cái là nó khóc lên đúng không? À, nó ok, nó khóc tiếp thì không sao. Thì, nhưng mà cái đó là dành cho con nít gì dưới 6-7 tuổi. Nhưng nếu con có bị trên 6 tuổi rồi thì cái này là cái cập nhật mà những khóa trước không có, khóa này mới có nè. Thành ra trong tài liệu chưa có thì xin quý vị hãy ghi cái nó gọi là phương pháp 1-2-3-4. Nếu con có bị trên 7 tuổi, 8 tuổi trở lên thì có thể là cái này nó gọi là phương pháp 1-2-3-4. Ví dụ như nó đang bạ từ nhỏ tới lớn rồi, có thói quen khóc lâu lắm rồi, và bây giờ nó đã 7-8 tuổi rồi thì làm gì? Mỗi lần nó gặp một cú sốc lớn nó khóc khủng khiếp, và cái khả năng là nó khóc tới mức mà nó bị khe đến người khác có thể xảy ra, quý vị. Và Liên đã từng bị rồi, cho nên Liên nói, không phải là Liên nói, chỉ lý thuyết trong chính bản thân Liên đã từng bị rồi. Thì nếu mà mình cứ nghĩ tới đây nè, rồi nó xoáy tròn nè, thì cái cơn lốc nó càng ngày nó càng dữ dội, thì nó cuối cùng nó khe đến người khác. Mà phe với người khác mà không biết cách hành xử thì có thể chết đó quý vị. Quý vị thấy có nhiều người họ tức tới mức chết luôn không? Đó là vì họ bị phe với người khác, hay sợ tới mức chết luôn không? Là vì phe với người khác. Thành ra khi mà con quý vị mà nó 7-8 tuổi mà nó khóc khủng khiếp, quý vị phải biết cái phương pháp này để làm gì cho nó giảm hả? Nó gọi là phương pháp 1-2-3-4. Thì lúc đó mình mới nói nó là mình mới nói nó, con bây giờ con cảm thấy sao? Con nói cho mẹ biết một tình cảm trong lòng con đi. Con giận đúng không? Con nói đi, con đang rất giận. Một tình cảm. Rồi bây giờ con nhìn mặt mẹ nè, con thấy cái gì trên người mẹ không? Nói cho mẹ biết con thấy hai thứ trên người mẹ. Thì nó nói con thấy mắt mẹ, con thấy mũi mẹ. Ồ giỏi, cảm ơn con. Bây giờ con có nghe âm thanh gì quanh đây không? Con thấy màu sắc gì quanh đây không? Con nói cho mẹ biết con nhìn thấy ba màu gì quanh đây. Ví dụ như là màu xám, áo mẹ màu xám, tóc mẹ màu đen, da màu và màu trắng, ví dụ vậy. Ba. Bây giờ con hãy nói cho coi con có nghe âm thanh gì quanh đây không? À, con nói cho mẹ nghe bốn âm thanh mà con nghe được. Thì nói con nghe tiếng điện thoại và con biết con sắp có đi chăm mẹ. Để coi có ai đứng dậy xin lỗi chúng ta. Chào pháo tay cho con người quang minh chính đại đúng không ạ? Ok, thì mình nói mình nó sẽ nghe bốn âm thanh. Hoặc nếu quý vị thấy lúc đó yên tĩnh quá thì quý vị nói là gì? Ba âm thanh, bốn màu sắc thì dễ hơn. Một là một tình cảm con đang có. Hai thứ con nhìn thấy trên người bố hoặc mẹ. Ba âm thanh mà con nghe được. Bốn màu sắc mà con nhìn thấy. Quý vị tới đi tới năm cũng được. Năm cái chữ trên tường, hay năm cái số trên tường, hay là năm cái đồ vật quanh đây. Quý vị có thể đi tới 1, 2, 3, 4, 5. Thì tới lúc đó đó, cái cách làm đó là gì quý vị? Đúng rồi, đánh lúc lãng đó hả? Thì tới lúc đó nó bình tĩnh lại. Thì nếu bây giờ con hít thở sâu, con cảm thấy sao? Bình tĩnh lại chưa? Bây giờ nói chuyện đàng hoàng. Thì khi mà Liên đi bác sĩ tâm lý đó, nhiều khi Liên kể chuyện gia đình Liên đó, rồi Liên cũng cuồn cuộn lên thì nó nhiều khi thở không được luôn á. Thì bác sĩ tâm lý họ mới làm cái này với Liên đó. Ok, vậy là chúng ta đã xong phần hạ hỏa và khủng hoảng của Linh ta. Vậy thì bây giờ mới chính thức là vào chương trình kỷ luật không nước mắt.